Cơ quan chức năng Lào cho biết các chuyên gia đã khai quật được nhiều tượng đồng cổ tại khu vực vùng cát gần sông Mekong, đoạn chạy qua huyện Tôn Phượng ở tỉnh Bò Kẹo, miền Bắc nước này. Đội khai quật đã tìm thấy một bức tượng Phật bằng đồng cổ cao tới 2,2 mét và 9 bức tượng đồng nhiều kích cỡ khác nhau trong mấy ngày trước. Trước đó, trong tháng 3 vừa qua, công nhân trong quá trình sửa đường ở tỉnh Bò Kẹo đã phát hiện phần đầu của một bức tượng Phật cùng một số bức tượng nhỏ không đầu khác. Nhà chức trách nước này đã bắt đầu khai quật quy mô lớn tại khu vực và tìm thấy hàng trăm bức tượng cổ. Dù chưa xác định được độ tuổi nguồn gốc, nhưng đa số các pho tượng đều được làm bằng đồng, một số được khắc chữ và đã được đưa đến chùa Thong Thíp ở địa phương để bảo quản. Cục Di sản Lào cho biết tất cả pho tượng và cổ vật sẽ được kiểm tra và mở rộng diện tích khai quật. Mặc dù các chuyên gia tin rằng những bức tượng được tìm thấy tại khu vực nói trên là tàn tích của các ngôi chùa và bảo tháp từng là một phần của thành phố cổ có tên là Suvarnakhamkham có từ hàng trăm năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác về niên đại ra đời và nguồn gốc của những bức tượng nói trên.